À đây. Tao. Măng khô đây à? Thằng nào? Ờ, khô đi nhờ. Ờ. Đi, đi đâu đi. Thằng ngồi giờ. Ờ, biết rồi, biết rồi. Đi giỏi nha. Đi lấy bên này cho vào đây nó đi. Ngon lắm. Mình làm tiếp nhá. Rồi, cho măng này vào đây. Nó nào? Hả? À, sang đây. Sang đây, bị sang đây, sang đây. Đây mọi người nhá, mình tiếp tục làm cái măng măng muối này. Đây mình đây mọi người xem, đây cái đoạn non là mình có đây muối. Trời, đâu vậy? Ôi trời, biết lấy muối rồi nhá. Bibi là biết lấy muối đó mọi người này. Muối thì cho vào đây, muối này, đường này, đây, một số loại khác nữa. À. Từ từ. À đây từ, muối đấy. Mặn đấy. Đi vào tắm đi. À, đưa hai cái này vào cho ba. Đưa vào. Đi vào đi. Vào nhà. Đi vào nhà đi. Vào cất đi. Nhớ. Đi đi. Ờ. Đi đi. Ờ. Hả? Hơi khô. Nắng vào trong này nắng đi. Nắng. Thôi đừng ăn nữa. Sáng cho ăn bao nhiêu rồi. Nó, đừng ăn. Thôi đi vào đi. Vào để tắm. Thank you.
Tao măng khô đó. Thằng nào? Khô đi nha. Khô. Nó để cắt, cắt thăm vào đông mày ăn đi. Còn nhiều chứ, sắp còn thằng này đi. Để đó đi. Khô rồi. Nó lên cái này cơ. Còn đóng vào đây đó, đóng lên đây đánh xuống, xuống. Xuống 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 cái chân. Đi. Đi. Ra. Ui rồi hồ được cái này á, nhiều thích nhở? Đây đây đây, rất nhiều măng khô đấy nhá. Mình hồ trong này, mình cắt trăng mà mùa đông mình ăn. Mình ngày măng này là măng khô nhá, măng này phơi mấy nắng là khô. À. Đây đây đây, cho vào đây, cho vào đây này, đúng rồi, ném nó chặt vào, nhặt đi, đi, ném cho vào đây, đây này, phải chưa khô lắm, vứt đi, à, cho vào đây, nhặt đi, à, cho vào đây, cho vào đây, cho vào đây bên nào, cho vào đây. Ừ, đúng rồi, đây 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 đây.
Thôi cho coi thấy. Đó, đúng rồi. Cho bạn đây. À, cho bạn đây đi. Nhìn nhận này thật. Thả xuống, cho bạn đây. Thôi đây, cho bạn đây. Rồi, đây, bà cho bạn nhá. Rồi. Rồi, 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 rồi. Nên đi ngắm cái này, cái này ngắm được đâu. Phối cố để một đồng mắt. Bây giờ đây, bà kẹp đi. Ngồi đi, đá đây, ngồi đi. Đâu đây. Ừ, giỏi thế nhỉ. Cái này mình cắt sang màu đông nhé. À. Ta đây.